Đúng rồi, bẻ chừng nào chín bẻ. Mời ấy vô luôn, mời Văn Thanh rồi vô. Thiệt, có ăn á, ví dụ như trái chín mình bẻ ra luôn á, ngồi ăn á. Trái cây không thiếu gì trơn trời. Không thấy nè. Lúc trước là chống lỏng vô, lúc mà vô đây chống lỏng cái gì? Có trọng gì chưa? Đi bắt cá. Bây giờ trở lại là không có thiếu trái gì cây gì. Bò đó hả? Quay đoạn, đoạn ơi, phía nấy á, TikTok á, chuồng bò phải không? Vậy là ở đây ba loại. Muskin, Lathorn, chuồng bò, Y6. Nói chung là vườn này đa chủng loại gì ơi, quá trời luôn. Trái bự ghê ha. Trái to. Bò cái màu đó, xám, nó xám xám vậy nè, ra như nhí vậy nè. Chuồng bò quý vị. Muskin rồi lách hon, lưa cho nói chung là nhiều loại. Ghi sáo nữa. Đặc biệt ở đây có chồng ổi nè. Rồi bẻ trái ổi nha. Bẻ trái ổi. Vườn sầu riêng quý vị ơi, có dịp mà cũng vô ghi hình á, giới thiệu cho quý vị xem vườn trái cây tại vườn. Đây. Nãy lộ gì đây? Này ghi sáo. Ghi sáo nghe quý vị. Rồi đi luôn ha. Rồi. Rồi tạm biệt quý vị, chúc sức khỏe luôn. Hẹn gặp lại chú sữa Hoàng Kim. Quá trời trái luôn, xoài luôn nè. Rồi tạm biệt quý vị. Rồi hẹn gặp lại luôn. Lâu lâu được vô cái vườn quá đã ha. Cái này chở đó hả? Vô sim kìa. Vô sim kìa. Ôi giời. Vô sim chết bự lắm, còn chưa này chưa mà. Nó vàng quá ăn không? Ồ. Ruột đỏ. Đủ trái cây chứ quý vị ơi. Quá trời trái cây luôn. Lộ là ghép hay là nguyên cây vậy đó. Nguyên cây luôn. Hàng ghim, cái này là ghim. Cái này là không có ghép mà là cây ghim. Trời ơi, gốc luôn nè. Không nấu. Cái gì chứ nó cũng có ghép ít chiếc, ghép nhỏ nhỏ. Chua ngọt. 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 Chưa có cái không. Xanh nữa kìa. Rau xanh trái tròn bằng bằng vậy. Vô ăn đi, ngọt ngay à, ăn quất vô là. Đâu có. Đi sáu à. Nói cho hai trước vài ngày á. Đi rước qua đem thùng bia cho nghe anh Hòa. Em trước đầu sức khác vô trước khoảng thùng bia. Ô chuồng bò chết to bự bự ta. Còn bự nữa. Nhớ chuồng bò đó bạn. Sao đó sao đó bán cái nhỏ mà sao cái nó bự vậy? Chuồng bò nó nổ
lùm đó đầu tiên là khoảng 40-50 trái. Đây hồi đó mua là có bé lớn lớn không nè, nó không bự nữa. Em mua đó thì mới lớn rồi, không bự. Cái này quá trời bự gì. Ồ cái nè. Bò không gì ơi. Trời trời. Mấy này nó treo chùm chùm không đó. Hả? Đậu nguyên chùm chứ. À đó, đó tưởng chung bò cháy nhỏ nhỏ, ai ngờ chung bò cháy to vậy ta. Quá trời, cái cây đồ. Sáu hũ gì có không thịt, có trái không? Tổng cộng là mấy công thịt? Mười mấy á. Hai chục không? Mười mấy, hai chục công cho lên. Bao nhiêu người chăm sóc? Bốn người. Bốn người nhưng mà phải có tay nghề đồ vững vàng nha. Họ không biết mấy công mà 2 hectare được rồi. Tự động chưa ha. Đây là tự động. Muskin. Trời ơi giống mới nữa. Mu là được à. Không có gì chứ mu liền. Cái bự gì không ai. Đó. Mà đặc biệt cái lỗ này làm như nó có chùm phải không? Sao kiến thưởng nó hay chùm mà tại vì quan trọng là... quá trời cái gì nè đó này đâu, cây nó bị ba năm rồi, ba năm tới giờ luôn là 3 năm rưỡi á, cái đúng ra phải làm sao cái được nè. Mua skin đây, skin đó hả? Cái trái nó hơi dài là mấy năm cây này, mấy năm ơi chắc anh tốt vậy, ba mấy to vậy, 3 năm rưỡi anh tưởng tới bây giờ luôn là 3 năm rưỡi, anh tưởng cây này khoảng 4 năm rưỡi. Có hệ thống tự động luôn phải không? Là mình bật cầu dao cái là nó tưới nguyên vườn luôn hả? Đúng rồi, và ở dưới là tưới nước rồi phân, ở trên là có phun thuốc tự động. Như vậy là mình chế là vừa tưới phân tưới nước luôn. Ừ. Quá trời hiện đại không gì. Ở dưới là tưới nước. Còn dây đen là tưới phân hả? Nước phân chung. Đúng rồi, mình xả thì hai đường ống. Còn cái ống trắng lên trên là phun thuốc vậy. Quá trời đây này rồi trời. Cái nó tầm có chắc 3 kg mấy à. Ví dụ như bây giờ cái giá của cái này là nhiêu rồi, giá của ghi 6 nhiêu? 200. Đúng rồi. 6 thì giờ là 60. 60. Ngày 200. Ngày 200. Còn có hàng bằng bà Black Thorn nó còn cao nữa. Black Thorn cây nãy là cây nó nghe nó 1 triệu đó. Nhưng mà để coi chính. Như vậy là mỗi giống nó có cái chênh lệch giá khác nhau chứ hả? Đúng rồi. Thì giá chung là giá lái nó báo nhiêu thì đúng rồi. Khổ qua mắc nhất á. Khổ qua. Con qua trái trên điện rồi, giống này á. Cái đít ha, nhìn đít ha. Cái đít là ngôi sao nhưng mà cái gai nó hơi bự. Còn cái gai nó đen mà cái gai nó nhỏ. Nó vẫn là phân thuốc bình thường như mấy thằng kia hay là có nặng hơn gì không? Bình thường, nó bông lượt. Nó bông lượt luôn. Còn cái này cái trái là nó dai hơn, nó không dựng như kia. Kia bằng cái giống gì? Nói gì? Hả cái này hả? Muskin. Muskin. Mu. Nhớ anh nhớ mu đi. Muskin này là cái mất tiền nữa, nói là gì? Black Horn. Ôi, ẩu luôn cái gì ơi. Quay ẩu đó thì bình thường qua sao ẩu đi. Tiếp tục luôn. Rồi cây giống đồ có không? Về cây đồ có không? Có, mới mua ở trong vậy. Sao sưu viên đỏ. Đang nghiên cứu làm giống. Đang sưu tầm cái đỏ hả? Một hai cây về lấy con nhé. Cái này nó trái nó bự cái này. Ôi, trái bự dữ. Cái này cái gì? Nó đó, sao? 66. Dạ, 6 ha. Quá trời ơi, không có. Cái đó là... trời. Cái này là hơi bị bự á. Cái này dữ thần gì trời. Cái cây nó bị ấy ủ quá. Nó cắt rồi cho còn mấy cái nó bự. Nó không vô cái khom. Bự quá cái sợ cái vỏ nó dày. Chứ người ta khó mua. Có ví dụ mà thiết kế cái hệ thống tưới tự động này nó nhẹ cái vụ mà nhân công, nhẹ nhân công. Là cái vườn mình hiện giờ là mấy loại giống? Vì cháu là chiếm tối đa nhiều ha. Chứ mà bảo đảm cho chỗ thịt không có hàng khổ qua.
hàng hàng tốt thì có, nhưng hàng ghi sáu vợ nó chứ không có. Hôm qua không có lửa luôn á, lò nó giờ hiếm lắm. Bởi vậy ngay cái vụ mà cái dịp mà cắt á mới hay. Coi mấy ông mà gõ á. Đang đi một cái bài cho hai người hôm nay đi. Trời, giống này giống gì đây? Nó đây hả? Sơ hủ. Dạ chanh, dạ nhím. Sơ hủ đi. Nó này chắc nó lai với thằng khổ qua quá ta. Được mấy tuổi cái này, đây mấy tuổi rồi? Cái này 4, 5 tuổi. 5 tuổi. Ừ. Thật. Cái này nó giống như khổ qua vậy, lai lai đúng vậy, cái khổ qua ha. Trái bự chứ không qua chút xíu à, với cơm nó vậy. Nhưng mà cái màu á, cái kiểu cái gai với cái màu nó giống. Cơm nó vàng nó dày hơn cái khổ qua cơm mỏng lát. À thì cơm khổ qua mỏng lát hả? Ý là nó chế tạo cho nó ghép á. Em nghĩ là giống thịt. Trời ơi, lúc đầu nó đậu 100 mấy chừng 20 trái 30 trái rồi đó, rồi phải bẻ bỏ hết. Nó không rụng. À. Ồ quá trời. Không bẻ nó không có lớn. Bẻ hơn nữa. Không bẻ chắc trái tầm có 1,5 chứ mốt 2 không. Điểm điểm cái này khoảng 20 trái rồi đó. Thôi không? Cái nào? Ừ. Cái gì mà cây này mà? Cây này à. Cây này mà 20 cái gì? 50. Ờ được. 50. Cái đó là được. Quá trời cái gì trai lắm. Độc vịt là cái vụ nó mang chùm chùm chùm. Cái nhím là cái lúc nào cái muối nó cũng ngon. Nó mang chùm 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 nè, đã quá. Đúng rồi. Điều năm học điều roi rồi. Vậy là cây này khoảng 4 tuổi hả? 6 học, 5 học. Cây này 5 à, 5 năm rồi. 5 năm rồi. Bự ghê, cái này cái gốc này bự ghê. Mời lấy lên trước lại lại với nó. Hồi nãy nói lại gì lên cái gì? À, gì? Sao hủ. Sao hủ. Đây cái sao hủ nè. Còn mũi nè. Cái chín luôn xanh rồi gõ rồi bập 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 rồi bẻ xuống rồi tách sao đứt kéo ra. Lâu lâu mới được vô cái vườn nhiều loại ha. Rồi ok tiếp tục luôn. Đằng trước hơi dòng lên đây. Đằng trước đây thấy cái từ nó chở nha. Chở chưa? Chở rồi, chở rồi.